Rồi, chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi thứ ba của cái môn quản trị sư khẩu 2. Thì cái buổi hôm trước thì mình đã nêu cho các bạn cả cái điều khoản đầu tiên trong nhóm các điều khoản bắt buộc của các trong ngoại thương, đó là ba điều khoản tên hàng, chất lượng và số lượng. Đấy, buổi học nay chúng ta sẽ tiếp tục học ba cái điều khoản tiếp theo trong cái nhóm điều khoản chủ yếu, đó là điều khoản về giao hàng, giá cả và phân bón. À, thì trước khi đi vào cái buổi học ngày hôm nay thì mình cũng nhắc các bạn luôn ha. Đấy, mình có đăng lên trong cái Google Classroom, đó là các bạn cần phải chú ý hết sức cẩn thận về cái file Excel máy map, bởi vì nhiều bạn là bị xóa cái máy map này, như bạn vào bằng cái điện thoại rồi vô tình xóa luôn, mà mình nói luôn là cái này tạo lại hơi mất công đấy. Cho nên là các bạn cố gắng đó là không được bấm vào trong những cái mình phải đấy. Tạo lại là mình các bạn phải liên hệ mình để mình tạo ha, cho nên là rất là mất công của mình đó, cho nên các bạn cần cực kỳ chú ý ha. Và lưu ý thứ hai nữa đó là khi các bạn tải lên thì các bạn cũng phải đồng thời sao lưu một cái file ở trong máy, để mà có thể là trong trường hợp sao lưu cả cái file ảnh và sao lưu cả cái chẳng hạn như tải lên là mình đào luôn một cái file về đây. Đây, ví dụ máy map là quản trị được cung, mình đào luôn một cái file về bỏ trong máy mình. Đây, mình dạng luôn cả cái trả lời bài tập cái câu hỏi. Để giả sử sau này mà các bạn có số, các bạn đi tìm lại thì có sẵn đó luôn. Ok, đây, nhắc nhở. Còn liên quan đến cái việc tìm kiếm cán bộ doanh nghiệp thì ông trưởng phòng nói bạn rồi, các bạn cứ tìm kiếm cả cái cán bộ từ khóa 47 trở về trước, bởi vì có ở Huế thì có rất rất nhiều, hầu như tất cả các phòng xuất nhập khẩu của các công ty mà có tham gia phòng xuất nhập khẩu ở Huế thì đều có sinh viên trường mình. Đặc biệt là khóa 47 trở về trước, khóa 48 kiểu bên đấy thì tương đối ít đấy, lưu ý ha. Rồi thì đấy là cái nội dung liên quan đến bài tập nhóm. Còn quay trở lại cái nội dung của buổi hôm nay thì hôm trước mình đã nói các bạn vài điều khoản đầu tiên liên quan đến cái hợp đồng ngoại thương, đó là điều khoản tên hàng, số lượng và chất lượng rồi đúng không? Đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái điều khoản tiếp theo, đó là điều khoản về giao hàng, điều kiện về giao hàng. Thì các bạn giống đó, điều kiện về giao hàng này là một cái điều kiện nó tương đối là quan trọng trong hợp đồng ngoại thương, bởi vì cái điều kiện giao hàng này nó liên quan đến cả cái vấn đề về cái thời hạn giao hàng, cái cả địa điểm, cái phương thức để mà giao hàng, để đảm bảo rằng cái hàng hóa nó được giao đúng đúng thời hạn và nó giao đúng quy cách, cái tốc độ giao hàng nó đảm bảo để mà có thể là kịp so với chuyến tàu. Ok, đây. Thì cái đầu tiên liên quan đến thời hạn giao hàng thì hàng có tất cả là ba cái cách để người ta quy định về cái thời hạn giao hàng. Tức là trong trong đông các bạn nhưng là người ta phải cần mình nói rõ là khi nào người ta sẽ giao hàng. Thì có ba cách. Một đó là giao hàng có định kỳ. Như là các bạn nhóm cạo có định kỳ, không định kỳ giao ngay nghĩa là gì? Có định kỳ có nghĩa là nó có xác định một cái ngày nhất định. Không định kỳ nghĩa là nó xác định một cái ngày mà nó không phải là cái ngày nhất định. Còn giao ngay đó là có lý do luôn. Ok, giao còn định kỳ, ví dụ giống như giao ngay của nhiều giao, bây giờ người ta mua đặt mua 10.000 khẩu, 100.000 khẩu trang từ Trung Quốc đúng không, giao tại cảng Thượng Hải để vận chuyển về Việt Nam, thì mình chốt luôn đó là thứ hai tuần tới đây, đầu tuần thứ hai tuần đây mà lúc kỹ nhờ tàu sẽ cập bến, thì bên Trung Quốc và vận chuyển hàng ra cả Thượng Hải để mà có thể ra dài cái kịp, thì đó là một ngày cố định. Hình thức thứ hai hoặc là một ngày được gọi là ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng, tức là mình sẽ cho bên kia một cái hàng deadline, tức là họ có thể giao trước cái ngày đó, còn sau cái đó là không được. Tức là trong hợp đồng sẽ ghi theo kiểu là bên Trung Quốc sẽ giao cái khẩu trang muộn nhất đó là tới thứ ba tuần sau, tức là cái ngày thứ hai chủ nhật thứ bảy thì họ đều có thể là đưa hàng ra cái địa điểm tập kết để mà giao hàng, nhưng có thể là tới ngày thứ ba thì tàu mới tới. Okay. Tuy nhiên họ vẫn có thể là đang đang lái sớm để bên mình có thể kiểm tra trước cái hàng, và sau đó thì mình có thể là chuyển khoản
tiền cho họ, bởi vì hai anh kiểm tra xong thì họ có quyền nhận được tiền. Trường hợp thứ ba là giao trong một khoảng thời gian, tức là các bạn trong là mình sẽ quy định luôn đó là hàng hóa nó được giao nhiều lần trong một khoảng thời gian là từ tháng 2 tới từ thứ hai cho tới thứ bảy tuần sau, có thể giao 2 lần hoặc 3 lần gì đấy. Đôi lúc hàng hóa có sẵn thì mình có thể lấy lần lượt để mà đảm bảo cái này. Hoặc là một cái trường hợp nữa là bằng một khoản thời gian định thì ta sẽ lựa chọn một cùng một trong hai bên, tức là mình sẽ cho luôn bên kia họ có quyền lựa chọn là khi nào, khoảng thời nào, nhà nào, và họ sau đó là họ sẽ bảo lại cho mình. Đấy. Tức là mình sẽ cho họ là hoặc là theo kiểu mà tuần sau hoặc là tuần sau nữa thì họ sẽ giao hàng, thì họ có thể lựa chọn một trong hai cái đó, họ giao hàng trong tuần sau hoặc trong tuần sau nữa sau đó họ bảo lại cho mình. Thì đó là cái giá hàng có định kỳ. Cái giá hàng không định kỳ có nghĩa là giá hàng mà nó không xác định rõ cái ngày sẽ giá hàng lúc nào. Ví dụ giá hàng cho chuyến tàu đầu tiên, chuyến tàu đầu tiên đôi lúc có kiểu là nó sẽ có lúc 9 giờ nhưng cũng có thể là nó có lúc 10 giờ, có thể lịch trình nó có sẵn. Tuy nhiên cái cả rủi ro trong tàu biển thì nó rất là nhiều và nó khiến cho tàu có thể tới trễ hoặc là tàu nó không tới, hoặc nó có rất nhiều cái cả rủi ro có thể phát sinh. Đấy, cho nên cái cả này mặc dù các bạn đã nói rõ là ngày giao hàng đấy đó là cho chuyến tàu đầu tiên, tuy nhiên chưa hẳn đó là một ngày cố định. Okay. Cái thứ hai là giao hàng khi nào có khoáng tàu, bởi vì có một cái số trường hợp là cái loại hàng hóa của bạn là hàng hóa đặc biệt mà nó đòi hỏi các bạn hàng hóa đó được chứa trong những cái khoáng tàu nó tương đối đặc biệt. Ví dụ hàng các bạn đó là cái hàng mà hàng đó là mình lại ví dụ giống như mặt hàng đông lạnh đi, giống giả sử giống như là cá hoặc là những cái sản phẩm thịt hoặc là những cái sản phẩm mà được xử lý ra sau đó giết mổ ra sau đó theo kiểu một cân phải như lạnh chẳng hạn, rau củ quả gì đấy, thì nó đòi hỏi đó là khoang tàu nó được thiết kế theo kiểu là như lạnh đấy, mà không phải đôi lúc cũng phải tàu nào không có cái thiết kế này mà nó mà phải chờ tới khi có cái cả tàu mà thiết kế này thì có thể là giá hàng hoặc là giá hàng khi LC được mở. LC là gì nhỉ? LC là letter of credit, tức là thư tín dụng sử dụng trong phương thức thanh toán tín dụng thứ tư, các bạn luôn luôn phải nhận nghe. LC nó là cái cam kết của cái ngân hàng của người nhập khẩu rằng nếu mà người xuất khẩu giao hàng theo đúng giao hàng và có chứng từ theo đúng yêu cầu của LC thì họ sẽ được trả tiền. Yeah, thì đấy là LC. Thì có một cái ngày đó là cái ngày mà ngày ngân hàng của người nhập khẩu họ sẽ mở và phát hành LC. Đấy, và sau khi cái người nhập xuất khẩu nhận được LC thì họ có thể giao hàng. Một trường hợp nữa là giao hàng khi nào xin được giấy phép xuất khẩu, bởi vì một số các bạn dùng thưa một cái doanh nghiệp đó, họ xin giấy phép xuất khẩu đó là theo một thời kỳ của một giai đoạn luôn chứ không phải là cái kiểu mà theo từng hợp đồng, các bạn lưu ý ha. Đấy, các bạn có thể xin giấy phép xuất khẩu cho mặt hàng đó là bông vải, tuy nhiên là thường là các bạn sẽ xin giấy phép cho 5 năm hoặc 10 năm luôn, chứ chẳng ai mới được xin phép theo từng lô hàng đâu. Tuy nhiên nếu mà là lô hàng đầu tiên thì lúc thực kiện các bạn cần nhận hàng một cái đối tác mà lần đầu tiên các bạn ký kết và lô để mà xuất khẩu một cái mặt hàng mà lần đầu tiên các bạn xuất khẩu luôn này, thì các bạn cần phải xin giấy phép và tới khi đó thì phải chờ tới khi có giấy phép thì khi đó các bạn mới xuất khẩu được. Yeah. Ví dụ giống các bạn xuất khẩu cái mặt hàng đó là nón lá đi, tuy nhiên các bạn cần phải có giấy phép thì mới xuất khẩu khỏi Việt Nam được, ví dụ như vậy. Thì đôi lúc các bạn phải chờ tới khi giấy phép, bởi vì đôi lúc cái nón lá nó cần phải có sự kiểm duyệt của bộ văn hóa hoặc đủ cái loại bộ và khi đó nó mới có cái giấy phép này. Rồi đó là cái hình thức các bạn không định kỳ. Về cái trường hợp là giao hàng ngay thì cái này thì rõ rồi đúng không, hoặc là giao nhanh giao ngay lập tức hoặc là giao càng sớm càng tốt này, khi nào có hàng thì giao luôn này. Cái này thường mà áp dụng trong trường hợp những cái trường hợp mà thị trường của nhập khẩu là nó đang cần cái sản phẩm, ví dụ giống như cái mặt hàng khẩu trang hiện nay, thì có hàng là cố gắng giao càng nhanh càng tốt hơn đấy. Đấy là liên quan đến cái thời gian từ hàng giao hàng. Cái quy định thứ hai liên quan đến cái điều kiện giao hàng này đó là cái địa điểm giao hàng. Thông thường địa điểm giao hàng là đâu ạ? Ở cảng của người mua hay là cảng của người bán? Các bạn nhớ địa điểm giao hàng là phụ thuộc vào cái điều kiện import terms,
hoặc là điều khoản về quy định trong cái chuyển giá về nghĩa vụ giữa người mua và người bán. Nghĩa vụ đây là cái nghĩa vụ giá về hàng hóa, nghĩa vụ mua bảo hiểm và cái cả phân chia về mặt rủi ro giữa người mua người bán để là xác định địa điểm giao hàng. Ví dụ trong bên trong đây là các bạn áp dụng là điều kiện này của Happy Hamburg. Happy Hamburg, cái người xuất khẩu ở đây đó là cái cả người xuất khẩu ở Đức và người nhập khẩu đó là người nhập khẩu ở Việt Nam. Thì các bạn dùng trong trường hợp này cái địa điểm giá hàng mà chính là cảng Hamburg ở đâu, ở trên tàu. FOB này là điều kiện free on board trên tàu. Cái này họ học trong cái chương 2 của một số nhập khẩu 1 rồi ha. Đấy. Thì đây nhắc lại cái địa điểm giá hàng thường mà phụ thuộc vào cái điều kiện import terms mà được áp dụng trong cái hợp đồng. Đấy. Và cả này thì nếu mà đi điểm chỗ nào thì bằng cứ xem lại trong cái chương 2 cho khỏe. Mà đi điểm giá hàng có thể là cảng hoặc là ga hoặc là một cái địa điểm nào đó, nó tùy thuộc vào điều kiện. Một cái vấn đề nữa mà các bạn cũng cần phải chú ý đó là cái phương thức giao hàng. Phương thức giao hàng đấy là nó liên quan đến cái việc đó là các bạn sẽ giao nhận sơ bộ hay là giao nhận cuối cùng. Tức là cái giao nhận ở đấy đó là giao nhận sơ bộ hay là giao nhận cuối cùng. Tức là sao? Tức là bạn dùng rằng là đôi lúc các mặt hàng dịch máy, cái hàng hóa nó cần phải được kiểm, xin lỗi, mấy mặt hàng dịch máy, mặt hàng về hóa chất qua lại một số mặt hàng đôi lúc ta là nó cần phải được kiểm duyệt quá nhiều giai đoạn. Đấy. Thì giả sử với một cái địa điểm giao hàng hoặc là một cái thời hạn giao hàng thì đó là giao hàng sơ bộ hay là giao hàng cuối cùng. Đấy. Thì các bạn cần phải làm rõ trong trong, nếu mà có cần cả hai bước đó là giao sơ bộ và cuối cùng thì cần phải có phải làm rõ trong một đồng. Ok, và cách thức để mà kiểm tra sơ bộ như thế nào, cách thức để mà chốt đơn hay chốt cái kiểm tra cuối cùng như thế nào. Đấy. Cách thức để mà giao nhận về số lượng như nào, ai sẽ là cơ quan đánh giá để kiểm tra về cái này và giám sát cái này. Còn về chất lượng, ai là người để mà kiểu mà có thể check các cái mẫu thử này. Đấy. Thì cũng là những cái mà các bạn cần phải làm rõ khi các bạn quy định về cái phương thức giao hàng. Đây có một số cái quy định khác, chẳng hạn là có quy định truyền tải hay không. Bởi vì các bạn chứ này, nó sẽ có một số trường hợp như này. Một số trường hợp chẳng hạn như hàng hóa các bạn vận chuyển mà tới cả cái nước là xa thì đôi lúc hàng sẽ đó họ nó phải có truyền tải. Truyền tải là sao? Nó là nhiều. Truyền tải là sao? Truyền tải là sao? Mình lại ví dụ giống như hàng hóa các bạn là ở Việt Nam, đúng không? Đấy, mình lại ví dụ hàng hóa các bạn ở Việt Nam và các bạn muốn đưa hàng hóa này sang thị trường ở Mỹ. Đấy. Tuy nhiên đôi lúc ta kiểu mà ở Việt Nam không có tàu mà tàu có trọng tài lớn ấy, thì đôi lúc các bạn phải đi từ Việt Nam, các bạn phải đưa hàng hóa qua Thái Lan. Đấy. Khi cập cảng ở Thái Lan hoặc là Singapore gì đấy, thì khi đó mới có tàu mà tàu và có trọng tài lớn thì nó mới có đủ khả năng đi tới Mỹ. Thì khi mà bạn đưa cái tàu con mà tới đấy thì các bạn phải thực hiện cái thao tác đó là chuyển tải từ tàu con sang tàu mẹ. Chuyển tải thì các bạn cần phải làm rõ trong cái hợp đồng về cái việc chuyển tải đó có được cho phép hay không, allow or not allowed, prohibited này, hoặc một số cái quyết định nữa, chẳng hạn như là cái chúng ta giao hàng đấy là giao hàng toàn bộ hay giao từng lần. Đấy. Một số cái đơn hàng nó có cái lượng hàng lớn, tuy nhiên cái người mua họ muốn nhân một lần để mà tiết kiệm họ thì chuẩn bị kho, nó có thể thuế kho, tiết kiệm thời gian thuế kho, thời gian lưu kho, đấy, cho nên người ta muốn nhận một lần, thay vì là nhận nhiều lần, đấy, cho nên là cần trong đó cần phải làm rõ đó là giao mấy lần, bởi vì các bạn nhận mỗi lần giao hàng thì lại phát sinh cả cái thủ tục và phải làm cho các cái container nó khác nhau, cho nên là rất là mất thời gian. Rồi. Về cái nội dung thứ tư mà trong cái điều kiện giao hàng cần phải làm rõ đó là thông báo giao hàng, not a shipment.
cái người xuất khẩu mà sau khi họ giá xong cho tao thì họ làm gì à? Các bạn nhớ lại trong cái chân bột á, đây cái quy trình giao hàng container cho tàu, và quy trình nhận hàng container cho tàu, thì người xuất khẩu sau khi họ giao hàng cho tàu làm gì? Các bạn nhớ cái quy trình giao hàng, thì trước khi giao hàng thì cái người mua hoặc là cái người thuê tàu, ở đây là mình chỉ là người mua này, các bạn các bạn và bên đây mình giả giả định là cái trường hợp này người mua là người thuê tàu, còn trong trường hợp người bán với người tàu thì họ cũng phải là thao tác tương tự. Tức là sao, cái người thuê tàu họ cần phải nắm rõ thông tin về tàu đấy, số tên tàu, số hiệu tàu, tên người vận tải, cái ngày dự kiến tàu đi, tàu đến, họ đi đến đâu, họ bốc hàng ở đâu, rồi thực hiện họ sẽ nhận hàng từ đâu, mọi thứ cần phải nắm rõ. Ok đấy, sẽ có một cái gọi là booking confirmation. Đấy, cái thư đặt tàu á. À, sau khi mình có thư đặt tàu rồi thì các bạn sẽ có một cái bước thứ hai, đó là giao hàng. Tức là bằng lại cái booking confirmation đó, bằng đổi lại cái container để mà kéo container về công ty của bạn. Có được cái container thì các bạn bắt đầu đóng hàng vào trong container và thực hiện cả cái bước về kiểm tra hải quan, rồi cả cái kiểm tra lân ta lân tinh, kiểm tra chất lượng, số lượng các kiểu. Mọi thứ là xong, bạn sẽ đóng container bằng siêu. Đấy, con nó bằng siêu. Đóng con nó bằng siêu. Đấy. Con nó bằng siêu, cái siêu nữa. Đóng con nó bằng cái này. Đây cái này chính là cái siêu hoạt động nó lại rõ rất nhỏ đó, này tức là cái khóa container đó, nhiều cái khóa container nó hiện tại từ mức nó có khả năng định vị để làm rõ container đang ở đâu luôn đó. Đây rồi, sau khi đã bạn đã đóng siêu kiểm tra hàng, sau đó xong rồi đóng siêu thì bạn bắt đầu vận chuyển hàng tới điểm tập kết giao hàng. Điểm tập kết giao hàng là ở đâu ạ? Các bạn nhớ là hàng có hai trường hợp, một đó là hàng các bạn là hàng full cấm, hàng nguyên cấm container, hàng đầy đủ container thì ta sẽ giao tại bãi CI, bãi CI ngoài là hai con gọi là container giả. Đây bạn sẽ giao hàng tại cái bãi CI container giả chỗ này, xem cái chỗ này gọi là container giả, và sẽ giao hàng vào đây để mà khi nào tàu tới thì nó sẽ có một cái xe mà chở hàng ra, rồi cái cân cầu và nó bốc từ hàng từ cân cầu lên tàu. Đấy, bốc hàng sẽ có cái cân cầu bằng 500 điện này, nó sẽ bốc container từ đây bỏ lên tàu chưa. Đấy thì cái đó là trường hợp mà các bạn có hàng công. Còn hàng các bạn mà hàng không nguyên công thì các bạn phải giao tại kho CFS. Kho CFS. Đấy. Thì ở trong kho CFS này họ sẽ tiến hành ghép container của những cái mặt hàng mà có thể ghép được nhé. Họ sẽ có cái cân nhắc để mà ghép container. Thì cái phí đối với cái hàng CFS nó sẽ cao hơn so với cái phí của cái hàng nguyên công. Rồi sau khi các bạn đã giao xong xuôi rồi thì bạn sẽ chờ ngày ngay tàu tới thì các bạn sẽ giao hàng lên tàu và tiến hành kiểm đếm. Sau khi kiểm đếm xong thì người thuyền phó của tàu sẽ cấp một cái gọi là biên lai thuyền phó, mate receipt, chắc là các bạn còn nhớ rồi đúng không? Trong cái cả quy trình giao hàng lên tàu container thì cái này các bạn có thể rồi, mate receipt. Và sau đó thì các bạn cầm cái máy receipt này, các bạn sẽ đi đổi cái BL. BL là chi à? Bill lading. Phần đơn đơn viện. Đơn
dạng là đang chỉnh là cái hợp đồng thuê tàu này. Đây, trong này nó sẽ có cái VL, rồi xong cái kiểu mà có VL rồi thì các bạn sẽ gửi cái VL này tới cái người nhận hàng được nhập khẩu. Sau khi tất nhiên là sau khi các bạn đã được thanh toán thì các bạn gửi VL tới người nhập khẩu, để người nhập khẩu khi mà tới ngay thì họ sẽ có cái VL để mà họ có thể là đổi cái lần DO, delivery order. Lần DO cái này thật ra các bạn học trong chương 1 rồi cho nên mình chỉ nói quá thôi. Bạn đổi lại cái lần DO. Lần điều cái lần này delivery order để mà các bạn xuất trình rồi về tàu để mà lấy hàng, yeah. Đấy. Thì đấy là cái quy trình thông báo về nhau những hàng. Thì cả người mua và người bán cần phải làm rõ như thế này, chẳng hạn thông tin về tàu, địa điểm xuất, địa điểm nhập, địa điểm để mà giao hàng, địa điểm lấy hàng, thông tin về mọi thứ thì cần phải làm rõ nhé. Thì đây là một cái ví dụ về cái thông báo giao hàng. Đó là ít nhất 7 ngày trước khi tàu tới tại cảng giờ hàng thì những người mua thì cần phải thông báo cho cái người bán về số hiệu của tàu. Còn loading là cái cảng bốc hàng, xin lỗi. Đấy, tối thiểu 7 ngày trước cái ngày đến tàu đến cảng bốc hàng thì người mua phải thông báo cho người bán cái thời gian giao dịch cần đến. Okay. Rồi, một số cái thuật ngữ mà các bạn có thể nhớ không nhớ, chắc là nhớ là hơi khó đúng không? Đấy, thì có hai cái trường hợp, một là ngày làm việc, thời điểm thực, cái này liên quan đến cái việc thưởng phạt về tốc độ bốc dỡ hàng á. Đấy, tức là giả sử mà tốc độ bốc dỡ hàng sợ hay chậm thì nó cũng sẽ có cái mức thưởng phạt riêng. Đấy, cho nên là các bạn cần phải có xem xét có thử là vậy thì nếu bốc dỡ hàng thì có tật lên ngay cho nhật cái đó không? Đấy, cái nếu mà PWWD đại khái là EU nó là có làm cũng không tận này, còn UU là có làm thì tận này, được nha. Cái này các bạn cần phải xem xét cái đó. Rồi, nếu có thời gian thì các bạn xem cái case này, một cái case tranh chấp giữa một công ty ở Canada và Mỹ. Đấy, cái liên quan đến hoạt động giao hàng, bởi vì cái điều khoản trong cái cả hợp đồng là không quy định rõ mà gây ra cái tranh chấp. Và các bạn cũng phải xem là trong cái trường hợp này ai được ai sai ha. Đấy, còn đây là cái cả hợp đồng mẫu liên quan đến cái điều khoản đó là giao hàng. Rồi, một cái điều khoản thứ năm đó là điều khoản về giá cả. Rồi, cái điều khoản thứ năm đó là điều khoản về giá cả. Trong cái điều khoản về giá cả này thì các bạn cần phải làm rõ những cái thông tin liên quan đến cái đơn giá, tổng giá trị của hàng, cái dòng tiền giá, mức giá, các cái trường hợp mà các bạn sẽ được giảm giá, người mua sẽ được giảm giá, vân vân. Yeah. Đấy. Thì đầu tiên liên quan đến cái điều kiện giá cả, thì đầu tiên liên quan đến cái đơn giá. Thì mọi thứ nó đơn cần phải thống nhất trong đồng, và cái quan trọng nhất liên quan đơn giá này đó là cái đơn giá này là tính theo giá nào, giá POP hay là ship. Đấy, cái này cực kỳ quan trọng ha. Tại vì các bạn dùng năng là trong xuất nhập khẩu thì cái chi phí để mà vận tải hàng hóa nó chiếm một cái đơn vị cấu thành cực kỳ lớn trong cái cả giá trị của lô hàng. Đấy, đôi lúc một cái lô hàng dịp máy nó có giá trị là khoảng 1 triệu đô. Triệu đi, được chưa? Một lô hàng dịch máy thì giảm 1 triệu, thì trong đó chi phí vận tải thì đôi lúc mà chiếm tới khoảng 600 ngàn. Đấy, cái này trong phần cuối của chương 2 đi, có thêm nên mình có đưa cho bạn một cái giờ ví dụ thôi, đúng không? Đấy, và thì cái bán giống là 600 ngàn đấy, thằng sẽ tùy thuộc giảm nhà sư giảm nếu mà hàng mà giá hàng theo kiểu giá ship, giá hàng tại cảng của mình nhập khẩu á. Hàng tại cảng được nhập khẩu thì đôi lúc cái giá của nó là 1 triệu, còn mình nghĩ mới giá hàng nghĩa giá POS tại cảng xuất khẩu thì giá của nó đôi lúc chỉ có là khoảng 450 hoặc là 500 nghìn gì đấy thôi, được chưa? Đấy, thì các bạn dùng năng là nó rất khác biệt, cho nên là trong trong các bạn cần biết rất là rõ đó là cái điều kiện mà là điều kiện giá theo cái điều kiện nào. Apple B, NCF hay là giả là điều kiện nào trong làm rõ
và mọi thứ phải đúng cái nguyên tắc ký của nó. Chẳng hạn như nhà là phải có FOB, FOB thì phải là cảng xuất khẩu, nhớ nghe, FOB là cảng xuất khẩu, và các bạn cần phải ghi rõ Incoterm năm nào vào trong cả hợp đồng. Các bạn nhớ là Incoterm mới nhất đó là Incoterm 2020, được nhé. Rồi, và về cái tổng giá trị hợp đồng thì cần phải ghi cả con số và bằng chữ đấy. Và nếu các bạn dùng năng cái này là một cái rất là căn bản ha, để tránh trường hợp là đôi lúc kiểu mà các cái vấn đề sai sót về dấu, hoặc là sai sót về dấu chấm phẩy, hoặc là dấu là có thể ảnh hưởng tới giá trị của lô hàng. Ví dụ mình lấy trong cái ví dụ giống các bạn này, ghi bằng số bằng ghi là lô hàng này có trị giá đó là một Việt Nam ấy, đúng không? Hay ghi là thực kiểu mà một chấm không 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 phẩy không, nghĩa là ý bạn đây là 1 triệu đô, đúng không? Nhưng ở nước ngoài thì đọc đây là chỉ là 1 đô thôi, đúng không? 1 đô thôi, bởi vì dấu chấm của nó là dấu phẩy, dấu chấm của mình rằng là dấu phẩy của nó đấy, cho nên ở đây nó chỉ là 1 đô, trong khi các bạn cứ nghĩ đó là 1 triệu đô đấy. Tại khi tính toán là bắt đầu là chuyện đúng 1 đô, thực tế cái vài đô này kiếm đến mấy cái bốn miếng sản nữa, không lâu anh chỉ có 1 đô thôi. Thì các bạn nhưng mà trong trường hợp đó nó rất là rủi ro, vì đó là lý do tại vì sao thường các bạn phải ghi cả bằng số bằng chữ để đảm bảo rằng trong trường hợp mà có sai sót thì chúng ta có cái để đối chiếu. Một cái nữa là tổng giá trị hợp đồng thì các bạn cũng cần phải ghi rõ là sẽ bằng đơn giá những số lượng ngoài khối lượng trọng lượng. Các bạn cần phải làm rõ ở đây là trọng lượng gì, trọng lượng thương mại, như nó trong điều kiện với cái số lượng mình có nói đó, là trọng lượng ở đây là trọng lượng thương mại hay là trọng lượng cả bi, hay là trọng lượng thực tế, hay là trọng lượng gross weight hay là net weight, hoặc là các là trọng lượng tính đấy. Thì các bạn cần phải làm rõ để mà có thể tính ra được cái tổng giá trị cho nó phù hợp và chính xác. Rồi cái thứ hai là đồng tiền tính giá, thường thì người ta sử dụng đồng tiền nào để tính giá? Trong đó người ta thường sử dụng đồng tiền ngoài tiền mặt được giá đấy, trong giao dịch mua bán thì hai nữa đấy. Và trên thế giới thì có 5 loại đồng tiền còn được xem là ngoài tiền mặt và thực được công nhận bởi IMF để giao dịch trong mua bán ngoài quốc tế, thì bao gồm có đô la Mỹ, euro, bảng Anh, yên Nhật và những tệ, thì đó là 5 loại đồng tiền. Ngoài ra thì người mua và người bán có thể thống nhất là có đồng tiền của nước thứ ba hoặc đồng tiền của nước xuất khẩu, đồng tiền của nước nhập khẩu đấy. Tuy nhiên có một cái các bạn cần phải lưu ý đấy, có một cái lưu ý đó là người xuất khẩu thường có xu hướng lựa chọn đồng tiền ổn định hoặc tăng giá, còn người nhập khẩu thì thường có xu hướng đó người lựa chọn đồng tiền mất giá, đơn giản bởi vì người nhập khẩu là người trả tiền, mà họ trả tiền đi xong mà tiền mất giá, có nghĩa là cái tiền họ trả đi xong nó được lời, đúng không? Ví dụ họ trả với đó là 1 triệu đô đấy, mà 1 triệu đô mà khi mà họ trả là nó có giá trị là khoảng 1 triệu đô, đúng không? Bây giờ và giá trị mình lại ví dụ bây giờ trả là 23 tỷ rồi, đúng không? 23,5 tỷ đó. Bây giờ mình lấy bây giờ vậy, tới khi mà tới kiểu đồng bạn trả xong thì bị mất giá 1 triệu đô, lúc đó chỉ còn có khoảng 22 tỷ đấy. 22 tỷ thì rõ ràng thay vì các bạn trả 23 tỷ mà các bạn là trả bằng 1 triệu đô thì bây giờ tính ra các bạn đã lời được 1,5 tỷ thôi, là tiết kiệm vốn giống của bạn, tiết kiệm 1,5 tỷ rồi, đúng không? Đúng không? Nhưng mà này, đồng tiền mất giá bởi vì tiền đô nó mất giá còn 2 tỷ thôi, cho nên cái người nhập khẩu bây giờ nó cầm 1 triệu đô thì nó chỉ có như nó cầm được 22 tỷ của các bạn thôi đấy. Còn trong khi các bạn có đây là tiền mặt ở đây là tới 23,5 tỷ này đấy. Ngược lại thì người xuất khẩu hoặc là có xu hướng là trồng đồng tiền ổn định và tăng giá nha, bởi vì họ là người nhận tiền đấy, cầm 1 triệu đô mà có bây giờ là giá trị nó 23,5, cho tuần sau lên được 25 thì còn lời, lượm được cái đồng nào nó mất giá luôn, là coi như là thế thảm đấy.
Rồi, còn đó liên quan đến cái đồng tiền phần giá, liên quan đến mức giá thì có một số nguyên tắc để mà xác định cái mức giá. Cái nguyên tắc đầu tiên đó là xác định nhiều trên mức giá của thị trường thế giới. Tức là các bạn dùng rằng trên thế giới có các cái sàn giao dịch hàng hóa hoặc là sàn sở giao dịch hàng hóa. Cái này cái chương một trong cái phân về cái sở giao dịch hàng hóa là mình có nói rồi. Đấy. Thì giá trên các cái sở giao dịch hàng hóa là chính là mức giá tham khảo cho các cái hợp đồng mua bán. Cái thứ hai đó là xác định cơ ngơi cái thời xem xét các cái chính sách liên quan của các nước và khu vực. Tức là một số nước đó, đôi lúc người ta nhập khẩu lại ví dụ nhập khẩu khẩu trang trong cái mùa corona này đi. Đôi lúc cái giá mà để mua bán nó có cái giá chính rất là lớn đấy, ví dụ giống giả sử cái giá của nó là bây giờ là một cái khẩu trang bây giờ ví dụ giống các bạn mua ở Trung Quốc ví dụ thôi nhé, em nhập về nó có giá là 10.000, trong khi cái giá trị thực tế của bạn ở Trung Quốc đôi lúc cũng chỉ có không phải bạn ở Trung Quốc mà giá trị thực tế của nó để mà sản xuất ra nó chỉ là 1.000 thôi. Okay. Thì hàng sẽ có cái quy định của Việt Nam đó là nếu giá hàng hóa mà sản xuất ra 1.000 thì cái giá trị bạn mua trong ngày là lô hàng không được vượt quá là 200% ví dụ vậy. Đấy, thì các bạn cần phải xem xét rõ chính sách của Việt Nam để mà các bạn quyết định được là đó có giá là bao nhiêu, để tránh trường hợp khi các bạn khai quá nó không đúng cái quy định đó, thì dễ rất dễ dẫn luôn đỏ để mà xem xét lại hồ sơ giấy tờ và hàng hóa được nha. Đó là một cái các bạn cần phải lưu ý, tức là bạn cần phải xem xét cái chính sách về định giá của các quốc gia hoặc thậm chí nếu các bạn định giá rẻ quá cũng được. Và đây là một cái mà rất hay xảy ra, các bạn giống như là ông trưởng vẫn gọi nói đó, tức là hai có và cái doanh nghiệp nó hay cãi nhau ở cái khía cạnh đó là cái trị giá tính thuế. Doanh nghiệp thì nó luôn muốn trị giá tính thuế là thấp, bởi vì vậy thì cái thuế nó phải đóng nó thấp. Ví dụ một cái lô hàng đó là 1.000 tấn sắt này, trị giá của nó là khoảng là 2 triệu đô đúng không, thì doanh nghiệp họ chỉ muốn là trị giá nó khoảng 1 triệu đô thôi đúng không, để mà có thể là đáo cái giá nó xuống, áp thuế lên thuế phải nộp. Đấy, ngược lại hải quan thì nó muốn đẩy lên để đảm bảo rằng cái mức thuế mà thu là nó đủ ngân sách này, ngân sách quy định đủ ngân sách gọi là chỉ tiêu đấy. Đấy thì nó cần phải đúng quy định của nhà nước, chẳng hạn ở Việt Nam nó quy định đó là về loại thép đó thì cần phải tham khảo giá tại ở đâu đó, hoặc là loại thép đó thì đó là mức giá tối thiểu đó là không được bao nhiêu đó. Được nha, để em làm rõ, để mà các bạn cần phải nghiên cứu rõ cái đó để mà đưa ra cái chính sách giảm nó phù hợp trong công, để mà sau này còn làm các cái thủ tục hải quan và thủ tục nhà nước nữa. Một cái cách thức nữa để xác định mức giá đó là phải kết hợp với ý đồ kinh doanh. Cái này liên quan đến người bán, tức là nó phù hợp với cái ý đồ kinh doanh. Họ muốn bán được nhiều thì rõ ràng họ phải set cái mức giá thấp. Họ muốn thể hiện rằng đây là một cái hàng hóa có chất lượng cao và họ muốn thu được nhiều lợi nhuận từ cái một đơn vị hàng hóa thì họ phải set mức giá cao đúng không? Đấy, nó tùy thuộc vào cái ý đồ kinh doanh của người bán. Rồi, còn cả cái yếu tố mà ảnh hưởng đến giá cả thì thường là có rất nhiều cái yếu tố ở đây, chẳng hạn yếu tố về chất lượng của hàng hóa và bao bì của chúng. Đây, chẳng hạn hàng hóa mà có cái bao bì và chất lượng mà không tốt thì rõ ràng giá của nó phải giảm xuống. Đây, khoảng cách vận chuyển càng xa thì giá sẽ càng tăng lên bởi vì cái chi phí vận chuyển nó tăng. Cái số lượng ký kết ở đấy là nó liên quan này có bao nhiêu cái cả người mà nó ký kết hợp đồng này. Các bạn đã nhung rằng là một hợp đồng mà quá càng nhiều người ấy, thì nó càng cao giá, nó càng cao bởi vì mỗi người trung gian thì nó lại lấy thêm một cái phần lợi nhuận riêng cho nó, nên nó sẽ đẩy cái mức giá cao lên. Một cái yếu tố nữa là nó ở cái nhà đó điều kiện thanh toán và rủi ro của việc làm tỷ giá nói. Điều kiện thanh toán này thì các bạn rõ rồi đúng không? Nó nếu các bạn thanh toán sớm nó nhắn cho họ thì rõ ràng họ có thể là họ sẽ có các discount cho nó cho các bạn đúng không? Đấy, thay vì các bạn thanh toán trong vòng 1 năm thì bây giờ các bạn thanh toán trong vòng 10 ngày thì rõ ràng họ có thể có các cái khuyến mại cho các bạn được chiết khấu cho các bạn để mà giảm được cái mức giá, bởi vì nếu mà họ phải chờ tới 1 năm để họ nhận cái số tiền nó cũng phát sinh lại, họ bị thiệt thiệt về cái lãi đó và họ đôi lúc họ cũng cần cái tiền để mà xoay vòng vốn nè đúng không? Rồi cái yếu tố thứ hai đó là rủi ro về việc làm tỷ giá hơi đói. Đây
mà phục hành hàng tư giả, thì nữa mới sẽ nói về cái về cái phương pháp kinh doanh giả, thì mình nói trong trường hợp mà cái thị trường hồi đó là thay đổi mạnh này, thì ta phải có ý nào, chẳng hạn giá hôm nay là 1 đồng, tuy nhiên ngày mai 1 đồng bị trượt giá chỉ còn khoảng 0,5 đồng thôi, vậy thì liệu chúng ta có thể thay đổi cái giá trong 1 đồng lên thành 2 để mà giá trị nó vẫn là 1 không? Ok, cho nên là chúng ta sẽ mình sẽ nói lại cái đó. Rồi một yếu tố nữa nó cũng tác động đến cái giá cả, đó là cái độ dài ngắn của thời gian giao hàng, tập quán tiêu dùng thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. Đấy, tức là tất cả cái này sẽ tác động tới cái giá mà người bạn họ sẽ quyết định. Đấy, chẳng hạn như cái mức thị trường mà nó có cái nhu cầu rất là lớn. Bây giờ giả sử giống Mỹ, bây giờ một khẩu trang 10 ngàn họ mua, mà khẩu trang 20 ngàn họ mua, mà khẩu trang 100 ngàn họ vẫn mua. Đấy nhá, bởi vì họ có tiền và họ có nhu cầu rất là lớn đối với mặt hàng này. Đấy, cho nên là một cái cả các bạn cần chú ý về các yếu tố nó ảnh hưởng tới cái giá cả trong hợp đồng ngoại thương. Và yếu tố tiếp theo liên quan đến giá mà các bạn cần phải chú ý đó là cái phương pháp quy định giá. Rồi một cái này các bạn cần phải chú ý trong cái quy định về cái điều kiện giá cả, đó là phương pháp quy định giá. Thì thông thường thì hàng sẽ có 3 phương pháp là giá cố định, giá quy định sau, giá linh hoạt. Thì cái này đó là nó liên quan đến cái việc biến động với giá trên thị trường. Đấy, đối với một số cái mặt hàng mà giá trên thị trường nó ít biến động, ví dụ giống như các mặt hàng kim cương hoặc là những cái mặt hàng mà có cái giá trị cao, hoặc là một số mặt hàng mà giá trị quá thấp, này thường là quá cao và thấp, thì thường giá nó không thay đổi bao nhiêu, hoặc là mặt hàng mà giá thị yếu đấy, thì về mặt hàng đó thì người ta sẽ quy định luôn cái giá cố định đấy, để mày có thể dễ dàng trong việc thanh toán và tiền lời cho việc thanh toán luôn. Ok, đấy, sử dụng giá cố định này. Còn với một số mặt hàng mà dự kiến có thể có biến động mạnh, đấy ví dụ giống như mua dầu bây giờ đi, đấy thì giá có thể là giá quy định sau. Ví dụ mà bây giờ các bạn đặt một cái lô hàng đó là 100.000 thùng dầu từ Trung Đông về Việt Nam, ví dụ như vậy, giá bây giờ nó khoảng 30 đô một thùng, 30 đô một thùng, thế nhưng người ta sẽ dự kiến là bởi vì hàng phải 100.000 thùng nó còn ngay cho các bạn để bàn giao được, mà đôi lúc nó mất 1 tháng để chuẩn bị, ví dụ như vậy. Okay, thì các bạn cần phải nắm được cái chỗ là về trong 1 tháng này cái giá nó thay đổi như thế nào. Đấy, trong trường hợp mà 1 tháng này giá nó không có thay đổi bao nhiêu thì thường các bạn cứ giá sai giá cố định cho khoa, còn bây giả sử các bạn dự kiến được là cái giá nó rất là thay đổi, bởi vì giá dầu bây giờ đang rất là biến động, giá nó có thể tăng 1 tháng nó có thể tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 lần, đúng không? Đấy, thì với trường hợp đó thì các bạn cần phải sử dụng cái phương pháp gọi là giá quy định sau, tức là trước ngày giao hàng dự kiến, hoặc là theo kiểu mà trước cái ngày đưa vào kho container, hoặc là mua và hoặc đưa bán lại CA, hoặc là gì đó. Okay, đấy, các bạn có thể sử dụng cái đó. Một cách nữa đó là giá linh hoạt hay là giá có thể điều chỉnh. Cái này thì hẳn các bạn giống rằng là cái giá này cũng tương tự như giá quy định sau, tuy nhiên là nó chỉ phát sinh trong trường hợp là cái giá thị trường nó thay đổi của cái biến độ cho phép. Đây đây là một cái ví dụ như này, ví dụ như này các bạn giống ơi, đây cái giá ban đầu nó dự kiến đó là dù là 1 triệu đô, 200 ngàn, 200 đô trên một cái tấn, tấn này hàng ở đây là gì đây, hàng đây chưa nói là hàng gì, đại khái lâm giả sử là 200 đô từng gạo đấy, đúng không? Đấy, ví dụ trong vòng thì hàng sẽ quyết định đó là trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến giao hàng, nếu mà giá cả trên cái sở thị trường ở Chicago nó giao động vượt khoảng 5% so với giá ký kết cái hợp đồng, thì chúng ta có quyền đi đàm phán lại giá. Đấy, thì giá trong tình huống này gọi là giá linh hoạt, tức là giá mà có thể đàm phán lại, đúng không? Và lưu ý rằng giá trên hai cái này này nó sẽ được chốt là một con số cố định ở một thời điểm nào đó, có thể là đây là thời điểm ngay khi ký hợp đồng, có thể là đây là trước cái ngày giao hàng. Đấy, còn chuyện này là giá khi đó nó có thể điều và là negotiate lại và là đàm phán lại nha. Rồi loại cuối cùng gọi là giá di động.
tức là giá nó tùy thuộc vào từng cái giai đoạn của việc giao hàng. Đấy. Đấy. Tức là giá nó sử dụng trong trường hợp có nhiều giai đoạn giao hàng như những giá và nó phụ thuộc vào cái chi phí sản xuất vào thời kỳ thực hiện hợp đồng. Nhiều giống các bạn mua là ví dụ các bạn mua là 10.000 nghề đầu và là giá hàng trong vòng 5 năm thì đôi lúc cái chi phí sản xuất của năm đầu thì nó chỉ là 1 đồng một cái ghế, năm thứ hai là lên tới 1,2 đồng, năm thứ ba lên tới vọt lên tới là 2 đồng. Nhưng thì nếu mà các bạn chỉ sử dụng giá 1 đồng thì rất là khó đúng không? Còn nếu mà các bạn sử dụng cái giá mà tới sử dụng 3 ngày cả trường này thì rất là khó để mà có thể sử dụng. Vì vậy chúng ta phải sử dụng giá đồng này, di động này, ok. Rồi về cái nội dung cuối cùng mà các bạn cần phải quy định trong cả điều khoản giá cả này chính là các trường hợp mà người mua có thể được kèm giá. Rồi cái liên quan đến cái tình huống của thể giảm giá thì thường là nó có ba hai cách để mà thực hiện giảm giá. Một là xét theo cái cả nguyên nhân giảm giá, phân loại về các trường hợp giảm giá thì có hai cách. Một là xét theo nguyên nhân giảm giá, có thể giảm giá do trả tiền sớm đấy, hoặc là giảm giá do nhân tố thời vụ. Trả tiền sớm thì lúc nào cũng nói rồi đúng không, do nhân tố thời vụ, chẳng hạn như là giảm giá chẳng hạn như hôm nay là đợt này là có tới vụ dưa, nhưng như cái nhu cầu tiêu dùng nó thấp quá nên là bây giờ có cái chuyện giảm giá thì mới có thể là thúc đẩy cái việc tiêu thụ giải cứu dưa như vậy đúng không. Đấy. Thì cộng là một cái trường hợp người ta sẽ là nguyên nhân để giảm giá. Cái trường hợp cái cách phân loại thứ hai là sẽ theo cách tính toán giảm giá thì hẳn có ba bộ loại. Bộ loại loại đầu tiên là giảm giá đơn, tức là giả sử một cái lô hàng trị giá 1 triệu bằng giảm 50%, gọi là 50.000, gọi là giảm giá đơn. Loại thứ hai là gọi là giảm giá kép. Kép có nghĩa là cái kiểu mà các bạn hình dung là kép có nghĩa là cái kiểu mà các bạn sẽ giảm giá dựa trên cái giảm giá lần nữa. Ví dụ như các bạn giảm giá là 50% đây, rồi sau đó các bạn giảm giá tiếp 50% của cái 50% là còn 200.000 thôi. Đây, 200.000 đô thôi. Đây, thì gọi là giảm giá kép. Và thứ ba gọi là giảm giá lũy tiến, tức là nó áp dụng trong trường hợp là mua theo kiểu mà được chiết khấu á, nghĩa là sao? Giả sử họ sẽ quy định đó là nếu các bạn mua là 10 tấn, dưới 10 tấn thì các bạn sẽ được giảm giá là 20%. Nhưng tính nếu các bạn mua từ 10 tới 100 tấn nó sẽ giảm giá có thể 50%, tối đa lên tới 50%. Còn mà nếu các bạn mua luôn là trên 100 tấn chứ tới 1.000 tấn thì có thể giảm giá, nó có thể là tu là 60% như vậy, gọi là giảm giá lũy tiến. Okay. Còn giảm giá tăng thường đó là trong trường hợp mà các bạn những cái như ở trên này, này. Giảm giá theo kiểu như là trả tiền sớm hoặc là các bạn làm một cái đó mà đã làm các là cho cái người bán thì họ có thể đưa ra các cái giảm giá để mà thưởng cho các bạn hoặc là giả sử chiết khấu gì đấy thì họ sẽ có thể giảm cho các bạn. Okay. Thì đấy là các cái quy định liên quan đến việc giảm giá mà các bạn cần phải chú ý. Trong này cũng có một cái case tranh chấp liên quan đến giá và các bạn có thể đọc để xem thử ở trong case này ai đúng hay sai ha. Thường thì trên lớp thì mình sẽ yêu cầu các bạn phải làm này theo nhóm. Một nhóm như vậy là các bạn sẽ có khoảng 10 phút để thảo luận, rồi đưa ra cho mình cái chính kiến của bạn. Này, họ thậm chí mình sẽ hỏi trực tiếp. Nhưng bây giờ học online thì các bạn cứ đọc ở trên này. Rồi mình sẽ đưa cho các bạn để các bạn làm bài tập về nhà ha. Rồi, cái điều kiện cuối cùng trong nhóm 6 cái điều kiện bắt buộc cần phải có của một hợp đồng ngoại thương thì gọi là 6 điều kiện chủ yếu của một hợp đồng ngoại thương. Đó là điều kiện về thanh toán, cái này rõ ràng rất là quan trọng rồi đúng không? Thì trong điều kiện thanh toán này thì các bạn sẽ tương tự như điều kiện giá cả, nhưng mà chủ yếu tập trung vào cái phương thức thanh toán và môn trình tự thanh toán này, trong trường hợp đặc biệt là trong trường hợp các bạn thanh toán bằng tiền điện tử. Rồi trong cái điều kiện thanh toán này đầu tiên là các bạn cần phải làm rõ đồng tiền thanh toán là cái gì. Cái này thì trong điều kiện nhà cả lúc nào mình nói rồi đúng không,
Thường sẽ có ba cách. Một là sẽ nắm cái đồng tiền hoàn toàn ngoài tiền mặt. Hai là sẽ một cái đồng tiền của người xuất khẩu hoặc người xuất nhập khẩu. Đấy. Ba là nó sẽ một cái đồng tiền của cái nước thứ ba mà hai bên nó không đồng ý. Okay. Rồi. Về thời hạn thanh toán. Thời hạn thanh toán là có tất cả là bốn cái cách để các bạn quyết định. Cách đầu tiên là trả tiền trước. Đấy, trả tiền trước. Cái này thì hẳn phụ thuộc vào cái phương thức thanh toán các bạn áp dụng. Chẳng hạn các bạn sử dụng là cái mức thu mà các bạn sử dụng là các loại chuyển tiền mà sử dụng là cái cả phí trả trước 50. Ví dụ các bạn sẽ ký trong hợp đồng đó là bạn dùng số tài khoản trả tiền chuyển tiền và là TT 40-60. Đấy, có nghĩa là phải trả trước là 40 hoặc là trả sau là 60 nhé. Hoặc là TT 30-70 hoặc là TT 50-50. Đây thì nó tùy thuộc vào cái phương thức thanh toán và cái tỷ lệ mà các bạn quyết định trong hợp đồng. Đấy, còn về thời hạn thanh toán thì các bạn có hai cách, một là trả trước, hai là trả ngay, ba là trả sau. Ba cách ha. Đấy. Có một cái cách nữa đó là trả cái thấp nhất cách, đó là có thể là trả trước một phần cái mà mình đang đưa ra ví dụ đó, trả trước một phần, trả ngay một phần và trả sau một phần. Đấy, ngay ở đây là có thể là ngay khi nhìn thấy hồi phiếu, hoặc là có thể ngay khi nhìn thấy cái bên là, hoặc là ngay khi nhìn thấy cái LC tùy thuộc ha. Còn về phương thức thanh toán thì trong cái chương 3 là mình đã nói rồi, bây giờ mình ở lại ở đây thường là các bạn sẽ có tất cả là 6 phương thức thanh toán phổ biến nhất. Nhưng thực ra trong này cái phương thức thanh toán nào là phổ biến nhất, hành chính là phương thức thanh toán tiết kiệm chữ tư này, hành chính là phương thức thanh toán phổ biến nhất ha, cái này là phổ biến nhất. Cái thứ hai đó là phương thức thanh toán chuyển tiền, trong trường hợp mà các bạn kinh doanh một đối tác mà lâu năm rồi một tiết kiệm chi phí, bởi vì cái tiết kiệm chữ tư này rất an toàn, đổi lại là chi phí rất là cao. Đấy. Thì bạn sẽ sử dụng cái chuyển tiền này, hoặc một phương thức nào mà cũng rất hay sai là phương thức nghiệm thu. Đấy, thì đây là ba phương thức mà nó được sử dụng nhiều nhất ha, tôi nghĩ trong xuất khẩu. Còn về cách thức để thực hiện các phương thức này thì các bạn xem lại ở chương 3 được chưa? Rồi còn trong trường hợp mà các bạn sử dụng một cái phương thức đó là tiền nhuận tư hoặc là nhờ thu canh tư, thì thường các bạn sẽ xuất hiện một cái bộ chứng từ để được thanh toán. Đấy, mà thường một bộ chứng từ để được thanh toán gồm những cái giấy tờ trên này. Thì kết quả cái chương 7 các bạn sẽ học về cả cái chứng từ nó xuất khẩu thì mình sẽ giải lại để các bạn tìm được ở đây là hồi phiếu các bạn học về chương 3 rồi đúng không, mình sẽ giải hoặc là phần đơn học về chương 4 đấy, để chứng nhận bảo hiểm học chương 4 luôn đúng không. Đấy, còn những cái khác thì mình sẽ nói trong cái chương 7. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong với các bạn ba cái điều khoản còn lại trong nhóm các điều khoản chủ yếu. Thì ở đây mình sẽ có một số cái bài tập bạn khi mà làm, bạn lưu ý rằng cái bài tập này mình sẽ sử dụng trong cái đề thi mà bạn cứ làm nó xong mình sẽ cung cấp cho bạn cái lời giải sau và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải sau. Ok. Đó.